Vòng 20 còn hơn 40 con nhé anh em. À đây đây. Rồi rồi được rồi. Đó. Vòng 22. Chim ngon nhé, chim ngon nhé, chim ngon nhé.
mới có một tiếng 30 đến 40 nhiều phòng rồi thôi, nhưng mà bèo lắm vậy, ba giờ không tính vòng đâu, giờ tính tiếng thôi, nó tầm 3 tiếng rồi, ba tiếng rưỡi thế thôi. Anh em thấy rõ không nhỉ? Đang còn hơn 40 chim nha anh em. Chim còn nhiều quá.
ไปดูนะหัวเหมือนเนี้ยไปดูนะอยู่ยาวยังbên còn cả cặp nhá. Thì mặn quá anh em ơi. Ooh.
有啦，不同啊，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 
con cái hết mấy tiền bà con nào quá đồng anh có tiền thôi. Đây là một sàn nữa hết nước rồi. Yeah.
Thank you.
Thank you.
từ lâu được đảng ta tổ chức thì các bệnh viện chúng ta đã có xong toàn bộ đó là công nghệ bây giờ đang có tổ chức tăng sáu mươi năm đang trong những phẩm từ của tổ chức đảng tăng sáu mươi năm đấy là một tổ chức kết thúc là từ đây sao tất nhiên chúng ta phải ước đang ước sẽ đến tiền nơi mà chúng ta có được lúc đó nếu lúc đó là không được tiền tiền như vậy là chúng ta không được tiền ba ba là trong tổ chức tổ chức tiền dọc 28 bắt học kết thúc ngày 32 sẽ được một người trước kết thúc dòng 28 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
luôn. À, tao sẽ cùng mình trong lần ba con hai sẽ từ trước. Và nhân đạo lý ở đây có tên còn hai ô là tất cả chúng tôi không được phép vượt qua cấm nhận là có tin bốn mươi lăm phẩy sáu mức quyền ưu tiên. Nếu như chúng tôi vừa là 46 là 44 qua bên này thì 28 là 45 là sản xuất quyền ưu tiên của chúng tôi một quyền ưu. Kết thúc là em 46 thay đổi quyền ưu tiên trước. Giờ 29 bắt đầu. Thank you.
28 triệu. 28 triệu. Không có, không có. Dòng 30 bắt đầu. Thank you.
được các cái nét như thế nào để chúng ta có công trẻ. Nhưng nhiều người sợ là tiếp tục có yếu và có thẩm tiền và lơ là có thẩm tiền hoa và có thể dạy và có nói gì và có nhất và có hữu thẩm về 3 ngày thẩm tiền. Còn bây giờ lên đúng mặt không? Đúng mặt không ạ? Mừng chi mà. Đây là người vào sau nhất của số này là khi mình có đấu một đấu vật và có một thẩm vật và tầm vật đúng rồi. Nhà cũng nói là nhà cũng có công trong rồi. Cái việc làm tiếp theo nhất là chúng ta có cái gì là tốt, cái gì là bắt buộc phải thực hiện và có cái tàu tàu thuyền cũng như là cái gì khá là khi hoàn thành tốt thì có cái thứ vật mà thế này là tiếp theo chúng ta còn sau một thời gian nào thì đây đặc biệt chúng ta có được hai cái điều kiện. Bắn cái đuôi ra là được.
16 có tầm tiền và ba hướng đến tiếp của thứ hai ba lần. Trong năm mất tập trung quá nhiều. Anh em ta lưu ý là cái này là góc tiền và đây là bóng thủ của đầu tiên, cho nên team mình khó đấu và mất tập trung nhiều cũng như thế nào. Lực Vương số 10 nha anh em. Giờ vô top 20 rồi. Chúc mừng 20 chú chim hay nhất ngày hôm nay đã có xe.
mảng xà nhá anh em. 33 là mảng xà này. Ba tám là thần tốc nha anh em. Này. Thank you.
44, Lê Nhật Bắc Thần. Trận chọn top 10 lượt đầu tiên đã kết thúc. Bên cạnh đó thì chúng tôi đưa ra không phải là so sẻ và tất nhiên để bảo trong điều quan sát rất tất cả các thành phần các công việc tài sản các bạn liên hệ đến bám mắt nhưng mà chống thức tốt và khi mà các đoàn giữa còn khoảng tầm 30 giây thì chúng ta bắt đầu có chủ kiện và bước và sau đó không thể thực hiện thì có một nhất là sau đó trong đoàn này khoảng tầm mất của 5 giây và tiếp tục di chuyển đến cái chế độ này 28 vận động viên. Về việc làm việc chung rồi các đoàn chúng ta có mất một lần có chẳng mất 3 giây và sau đó còn tiếp tục tiếp tục Bây giờ tin khá nhiều và tự lập được
nốt của bạn mới. Nếu mà tin điểm của mình, tôi đánh lại tăng lên ngay có điều mất cả đội bóng bây giờ đấy cả. 51 cũng không được. 38 tiếp tục tăng 4 điểm tiếp theo và có hơn 8 điểm. 48 có tầm nhìn, qua ngưỡng và có lời. 06 có dữ mẩn. 02 có tầm nhìn. 26 cú sút rất sâu chưa xin lỗi được đấy. 02 tiếp tục tầm tiền của mình. 15 tiếp tục tập kích. 33 có của mình, 46 tiếp tục tiêu mặt.
tóc rớt luôn không? Về được lễ tập luyện của các bạn team thứ bảy cực kỳ tốt và là thành công 18. Quý vị đánh giá có như vậy là cực kỳ tốt để chắc chắn 18 sẽ tiếp. Quý vị toàn đấu có bạn cảm thiện và có lúc mất tập trung và còn thêm có thứ bảy lên trong hai phút đồng trận. 38 sẽ được tiếp. Như vậy là 26 sẽ được tiếp theo các bạn. Anh em đăng ký vào mức bờ mặt sâu của sân bài cải cao. Chúng ta biết được là cái này khi mình dính mỗi tối cầu có thể biết và người tiếp còn khi mình dính cầu mỗi đúng lúc một cái mực và đi tôi cũng là tôi buộc phải nổi tiếp. Trong trò tốt người lượng cuối cùng bắt đầu hai cầu đến thứ dấu hai cầu năm mươi một có mất tập trung hai mươi sáu có mất tập trung năm mươi một phải đặt tiền em ta nghĩ là hai mươi tám mất tập trung hai mươi sáu tiếp tục đặt tiền mất tập trung ngoài 28 là tiếp tục tung vào ngoài 28 này đúng rồi 36 có sự đấu 28 tiếp tục lên mặt anh em thấy mới hiện tại chi tiêu sàn khá rõ ràng nhưng mà thời gian ít nhất được hai phút tạo được rất tốt ở trong trường này thì chúng ta vẫn còn tương lai là team mình còn được đối thủ mình sẽ đặt cho nên cơ hội được đón thăm sáu có sự đấu hai mươi sáu tiếp tục nói gì? Dân chọn tốt mười lượt cột đá. Về bây giờ đây là rồi, chúng ta có thể được là những con số tốt đẹp. Thế thì chúng ta đi thì đánh xanh cho hai mặt, và để cho mặt, mặc dù có mặt, mà cũng chưa chắc là không sao có thể biết có những cách tin đấu chất nào nữa. Về bây giờ đây là một tin đấu chúng tôi và họ phải ra tài liệu. Thế thì ta bắt nhịp vào và bắt tập trung, bắt tập trung đến chức của hai ba nhịp cái lòng. Đề quan cũng được mở rồi, nhưng mà khi mà tâm mình phát cảnh thì sau thì có tăng áp lực và tình dạng lớn mạng cơ hội, ít nhất bao nhiêu quan được mở còn thêm có đủ mạnh, cho nên 28 có dùng chân. Và chúng ta vẫn thấy được, ở đây một thi một ngày, chắc chắn ta vẫn còn, ngoài từ hai thi chơi của chúng ta sẽ chân. Và chúng ta còn hai cái chuyện mà rất may mắn là chỉ là chúng ta làm bằng sắt thôi còn là đốt cháy nhỏ nên chúng ta rồi rất dễ đoán được và bây giờ cái team 51 chúng ta có mất tập trung khoảng tầm từ 5 cá nhân và chỉ có được đâu cái team đó là 51 quay vào tâm và di chuyển thành xuyên suốt hết cả một bóng và cái đội 51 từ 26 bắt thì toàn thắng ở trên tay em ở trên bàn nó làm nước nữa của hai cái bao nhiêu ở đoạn giữa 20 sự cầm giữa đoạn 26 tăng tốc đánh tổng 20 giây
nhưng mà không dừng, về sau là tiếp tục và có lỗi dịch và cải thiện. Nói tóm lại, đánh đầu xuyên suốt thì 26 là chúng ta không thể so kè mất được. Cho nên 51 là mất đông, 26 thì chúng ta chỉ chúc được những chiếc bàn đầu. Đây 10 chứng minh xuất sắc trong lòng nhá. Đây, anh Bảy Dũng 2 con này. Anh Dân Gia Lai 2 con. Anh Sơn Kế Toán 1 con. Tuấn Điền Lặn 1 con nhá anh em. Tuấn Điền Lặn đây, Tuấn Điền Lặn Gia Lai 1 con này. Và cái thứ hai là chúng ta có một là chủ đề team và chủ đề là chủ đề lớn. Thì hôm nay chúng ta sẽ đưa ra đây là khi mà tổ chức của chúng ta ở đây và chúng tôi sẽ là một người và là một trong một con người khá lớn ở đây này thường xuyên chủ đề lớn đó là anh Nghĩa Hoàng trên màn hình của đây này. Và các bạn kia nhà là chúng ta có bạn sẽ phải đến phát lên tình lòng để cho người dân được gặp ở đây cho anh Nghĩa Hoàng và chúng ta là gì đó này. Gia Lai còn 3 con nha anh em ơi. Xin mời mình ra đây nha. Xin mời ta đi chung cầu. Xin mời chúng ta sẽ có 30 giây đi chung cầu. Chúng ta còn 20 giây đi chung cầu. Nếu như anh em chúng ta đi chung cầu sau thì cái số đối tượng của mình nó sẽ là số 1 và số 6 hoặc số 5, số 10. Mạng xa với Lực Vương. Phát khí các người dân. Ở đây Nghĩa Hoàng sẽ là lão của người này. Và Nghĩa Hoàng sẽ phát kích giác và người sắc lo sắc xéo về. Thành thứ chắc. Cho nên số dân này nó sẽ còn lâu. Gia Lai còn 3 con nha anh em ơi. Cố lên. Ba tiếng trùng lòng. Và chưa biết số lượng bao nhiêu thì chúng ta coi đây là số lượng số 6. Số 1 là người đàn ông này và số 6 là người đàn gái. Như vậy chúng ta số 1 và số 6 là người đàn. Gia Lai còn 3 con nha anh em. Anh Danh còn 1 cặp nha. Chào 130 người đang xem nha. Xin chào 134 người đang xem nha. Ba tiếng đồng hồ mới chụp lồng nha anh em, rất căng thẳng nha. Toàn chim xa số thôi. Rồi, chào Lê Tùng nhá. Rồi, chào Đình Thiên nhá. Rồi, bắt đầu 10 chú chim lên sàn nhá anh em. Mày áo vào luôn.
nên ta để hai sườn lên nha, để hai sườn nữa. Sao nó sẽ rớt một ngày nè? Anh Trân ơi, để dùng cho hai sườn nữa nha. Xin mời tâm viên ta lại, hai sườn nữa. Anh em thấy rõ mà. Rồi ok nha anh em ơi, anh em thấy rõ không? Lực biên nằm vương, mảng xa nằm giữa nha anh em. Kết thúc thời gian của lượt đi. Dâm chó cấp 4 liên quan viên bắt đầu. Gia Lai còn 3 con nha anh em ơi. Phòng 4 bất tập trung đã được. Phòng 8 đã được. Phòng 4 bất tập trung đã được. Phòng 8 bất tập trung đã có như vậy. Gia Lai còn 016, 033 và 010 nha. Cổ vũ cho anh em Gia Lai nào. Cố lên. Không muốn ta lấy một cái tình huống mà không thắng được. Nên bây giờ này, hai khi mà chúng ta cố gắng theo dõi thì bây giờ biết được tin tưởng mình có vị trí nào. Bao giờ có đối diện không tập gì? Không tám đang tung vào cái đầu. Và chúng ta lưu ý sau 2 phút chiến thuật là chủ chốt, hiện tại tiến trận khá rõ ràng nhưng mà thời gian còn lại còn, bởi vì những chiến binh là chúng ta cũng còn cơ hội tìm kiếm lợi thế, không dám lại tiếp tục của mình và không muốn tiếp tục của mình. Bốn dừng cuộc chơi. Không tám dừng cuộc chơi. Số 36, số
dập thỏ các bố lượng tiếp theo. Về các cái đường đeo đảo bắt đầu thì các cơ bốt có đã diện có chú mặt trở đến bằng lý. Chúng tôi đang phát vọng và tìm kiếm đổi và chúng tôi sẽ tất ngay lúc từ cái đường này. Tại là cuối cùng là có tính không? Không tính, không tính. Sáu theo mình biết là của anh Tuấn Trương nha anh em. Gia Lai còn 3 con nha anh em ơi. 16, 10, 33. 8 con đánh quê quá. Anh em xem thấy rõ không ạ? Anh em thấy rõ, bình luận cho mình cái thấy rõ nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
là tấm ảnh như nhưng mà bạn thì 836 xuyên suốt là đủ cho cần thiết. Trường hợp đấy là gì là các mức nhìn của những bức cảnh này là 3 ngày của bạn. Ngoài ra thì cũng xuyên suốt là đủ các thằng và bạn đủ tiếp. Về trường hợp trên này, cái tiêm bắt thịt là tiêm là bạn tôi có cũng có tầm nhìn là bạn tầm nhìn bởi dây dầu. Nó tác lại cho bắn cầu thẳng và sẽ mất cầu thẳng đấy. Khi đấy là có lúc để bộ hình chúng ta mất chân để lên ngang là kiểu truy mạng. Và cái này chúng ta biết được tìm khá được để tôi tìm là có tầm một nhịp đánh từ đường tốt có lên ngang có truy mạng và tìm có được cái này 46 giờ cuộc chơi. 46 giờ cuộc chơi nha anh em. Mang xa và sáu con. Tiếc quá anh em ơi, Dũng mình đó anh em ơi. Dũng mình một phát một đó nha anh em. Trời ơi tiếc ghê đó. Bài Dũng 06 và 51 nhá, một cặp luôn á. Anh đang gồng. Không sáu là chiến binh khàng nhá anh em. Đẹp, hay quá. 16 ché nha anh em ơi. Xin nhắc lại cho có tin ché là tin 16. 36 tiếp tục bất động. Xin nhắc lại 18 là tin biết cho mình ché nha. Thì có 16 là ché. 36 có sổ số. Trong trọng có tốt đã kết thúc. Hay quá. Thank you.
thầy nay lùng hai, thầy nay thầy lùng hai hết đâu, thầy lấy được hai cái ép khác rồi. Bây giờ anh tăng ép khác xịt ép rồi. 18, khả năng 18 nữa rồi. Lấy ba lại. Khả năng 18 nhá anh em. Gà lai còn hai con nhá anh em ơi. Hãy giao dịch trên vàng là giao dịch luôn nha. Hàng vậy là Gia Lai một cặp, anh Bảy Dũng Buôn Mê một cặp nha anh em. À, xin mời anh em chúng ta được phép xây một cổng và sẽ có 50 xe cổng xung quanh. Cổng gấp mà xây gì đâu? 50 xe cổng. Kết thúc thời gian xe cổng và chúng ta sẽ có 50 xe cổng và như thế này anh em tiếp tục không quan sát lên cho chồng. Đúng rồi nha, càng hồi trước của Thế Vinh nha anh em. Kết thúc thời gian đầu tiên. Thầy đánh khiếp thật. Dòng trung cấp bắt đầu. Trẻ đi 16 ơi. Trẻ đi con. Trẻ. Em chờ kết quả nhá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nhưng may mắn nó có áp và tháng 6 mười sáu tháng mấy cái từ 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 và ở đây tôi muốn nhắn tin là các bạn là không thể thay đổi mặc dù mười sáu tuổi mất tiền là cũng chưa chút một tuổi mà mười sáu cho nên trong sáu các bạn mất tập trung có gì bây giờ cái gì đấy không sáu ba ba mười ba sáu không sáu ba ba mười ba nha anh em 16 và 51 nhất nhì. Năm mươi mốt nhất nha anh em, 16 Gia Lai gì nhá. À, anh Bảy Dũng 1-1-3 Gia Lai 1-1-3 nhá anh em. Rồi chào tất cả anh em, cảm ơn anh em đã xem livestream nhá. Kết quả là anh Bảy Dũng 1-1-3 Gia Lai thì 1-1-3 nhá anh em. Vậy là quá hay rồi. Gia Lai 2 suất chung kết là hay rồi anh em ơi. Cảm ơn anh. Trời ơi, nhấc lên đỉnh luôn. Đó đã. Và cuối cùng là một người chúng ta xin được anh đang tăng lên đỉnh đỉnh top 20, xin mời anh em ạ. Chào anh em nhá. Hết like rồi. Giờ người ta nhận giải rồi. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn anh em đã theo dõi nhá. Chúc anh em ngày cuối tuần vui vẻ, thành công.